Hôm nay chủ đề của buổi học chính là thả lỏng. Trước tiên mọi người nghe đoạn nhạc này. Nhắm mắt lại, dùng cơ thể và tứ chi của mọi người để cảm nhận đoạn nhạc này. Từ trong âm nhạc, mọi người có thể cảm nhận được gì? Đừng căng thẳng, có thể cử động, cử động theo âm nhạc, dùng tứ chi để biểu đạt. Đúng, rất tốt. Tôi nói cô nghe nhé. Thả lỏng, tôi biết là chuyện gì rồi. Đó chính là giải phóng thiên tính. Cái gì là giải phóng thiên tính? Chính là bắt được ai thì ôm người đó. Tôi nói cho cô biết, lát nữa chỉ cần ôm tôi, không được ôm người khác. Đừng nói chuyện, dùng tâm để trải nghiệm, cảm nhận thứ mà âm nhạc biểu đạt. Anh, chúng ta có cùng mục tiêu. Cử động nào? Sao anh lại tới? Tôi hiểu. Thiết bị chụp ảnh của tôi không kém hơn họ chút nào. Tôi nói anh biết, đừng có ăn nói lung tung. Đợi chút, chúng ta cần chứng cứ. Mấy chục nghìn anh đã đưa rồi. Chúng tôi làm ngành này là phải sẵn sàng từ bỏ đứa trẻ thì mới bắt được sói. Chúng tôi dám làm nghề này thì phải có đầu óc ngang hàng với mấy người. Được được, đừng nói nữa. Ngồi xuống cho tôi. Rất tốt. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình nào. Phần thứ hai của chúng ta chính là vẫn là thả lỏng. Tiếp theo sẽ do học sinh tích cực nhất trong phần trước lên làm gương cho mọi người, có được không? Được được. Tốt. Đừng căng thẳng. Nào, thả lỏng đi. Hãy hoàn toàn giao bản thân mình cho tôi. Sau đó nhắm mắt lại, làm theo lệnh của tôi. Nào, không cần căng thẳng. Nhắm mắt lại, thả lỏng bàn chân anh. Nhưng mà cô giáo này, làm sao để thả lỏng bàn chân? Nghiêm túc nào, dần dần cảm nhận. Nhắm mắt lại, thả lỏng lòng bàn chân, thả lỏng đôi mắt mình, thả lỏng đôi mắt mình, hít thở sâu. Tốt. Thêm một lần nữa, hít thở sâu. Tốt. Cảm nhận hơi thở của anh từ trên xuống dưới. Cả người đều thả lỏng vô cùng, rất thoải mái. Nhìn thấy không? Đó chính là cảnh giới cao nhất của biểu diễn. Quên đi bản thân, không còn là chính mình. Hoàn hảo. Hoàn hảo, hoàn hảo. Đạo diễn, tôi dẫn người qua rồi đây. Vừa rồi người cầm súng là anh à? Phải rồi. Từng đi lính sao? Không ạ. Tư thế cầm súng chuẩn lắm. Được đấy, được đấy. Đạo diễn, anh lợi hại quá. Tôi bị mười mấy người vây quanh đánh mà anh cũng nhìn thấy tôi, rồi khen tôi diễn được nữa. Tôi là đạo diễn mà. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ của anh, đúng không? Còn cả cậu nữa, tôi thấy cũng được đó. Phải phải, diễn rất tốt, rất tốt. Nói cậu biết, cái tố chất này của cậu sau này tới Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật gì đó rèn luyện bản thân, chắc chắn có tiền đồ. Sau này sẽ gia nhập được giới thần tượng bằng thực lực, có đúng không? Đúng không nào? Tốt lắm. Đi thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn đạo diễn.
Ba người hôm nay làm tốt lắm, biểu hiện rất tốt. Đây là tiền công của ba người. Tự chia ra nhé. Nhớ ngày mai vẫn làm cảnh đấy. Đừng cắt tóc, cũng đừng cắt điện thoại. Không phải chứ. Này, chia cho tôi đi. Cầm lấy. Hai chúng ta đi chúc mừng. Vừa bắt đầu thôi, đừng nóng ruột. Cứ từ từ. Sao vậy? Có chuyện gì? Đúng rồi. Tài liệu số 813. Anh đã làm xong chưa? Làm xong rồi. Làm xong rồi thì mau mang qua đây. Em đang cần đấy. Ừ. Anh đang chờ tài liệu hả? Ở chỗ Trương Mộ Bằng kìa. Trương Mộ Bằng, đưa tài liệu cho anh ấy đi. Được. Lát tôi qua đó lấy. Hôm qua đã nói rồi mà. Vậy sao anh không nói sớm? Cứ nhất quyết kéo em ra ngoài bằng được, rồi em lại mất công quay lại. Anh đợi em ở đây, em lấy túi. Em đã sắp xếp xong rồi. Em xin nghỉ 2 tiếng. Được rồi, mau đi thôi. Sao vậy? Mau đi thôi. Ngày hôm nay theo lịch âm là ngày thích hợp để cưới hỏi. Khi chúng ta đến đó rồi, phải xếp hàng rất dài đó. Anh biết. Quan điểm của anh, đăng ký kết hôn là chuyện lớn đời người, không phải nhất thời giận dỗi mà đưa ra quyết định. Giận dỗi. Nhưng giờ với thái độ, biểu cảm và ngữ khí này của anh, em lại thấy anh mới đang giận dỗi. Anh, trong giá trị quan của em, hẹn hò, kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu anh có một chút do dự nào đó thì lập tức nói với em, chúng ta không cần đi nữa. Sao lại thành do dự? Anh có khuyết điểm gì rồi? Rõ ràng là em. Hôm qua em nhất thời tức giận nên mới đồng ý bừa. Rõ ràng là em không chịu đựng được áp lực của mọi người. Áp lực của bố mẹ, bạn bè, áp lực của anh. Đúng rồi, và cả người tên Phùng Chí Cường gì đó. Em cứ kết hôn luôn đi cho xong. Điều anh mong muốn là có một ngày em sẽ yêu anh, muốn kết hôn với anh, muốn sống cả đời này với anh, chứ không phải bị ảnh hưởng từ bất cứ lý do gì. Em hiểu không? Chính vì em yêu anh nên mới ở bên anh. Anh tưởng em rảnh rỗi nên mới muốn yên bề gia thất với anh sao? Ngô Ninh, nói anh biết, từ nhỏ tới lớn, trong từ điển của em chưa từng có 2 chữ tùy tiện. Nếu anh thấy em tùy tiện đồng ý anh thì chứng tỏ anh không hề hiểu em. Đối với những gì em từng nói từng làm, em đều phụ trách tới cùng. Thứ hai, qua thôn này không còn tiệm khác nữa. Em cho anh suy nghĩ 2 phút. Thời gian bắt đầu.
Đợi đã, em nói nốt điều thứ hai đi. Hôm nay không có điều thứ ba. Đợi, đợi đã. Không phải, vừa nãy em cũng nói rồi, đây là điều quan trọng nhất, không phải chỉ 2 phút là giải quyết được. Anh mong hai chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau cân nhắc thật kỹ, sau đó mới cùng đưa ra quyết định. Chính vì suy nghĩ kỹ rồi nên em mới cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mình đứng trước mặt anh. Em không cần thời gian của anh. Chỉ còn 1 tiếng 23 phút nữa là kết thúc 2 tiếng xin nghỉ của em rồi. Em sẽ cho anh 1 tiếng 23 phút để suy nghĩ. Qua thời gian này thì cả đời này anh đừng nhắc chuyện này với em nữa. Đại Minh à, em trao đổi với anh một chuyện. Bên trường có tổ chức một hoạt động tìm hiểu du lịch toàn quốc cho giáo viên ưu tú, có thể dẫn người nhà theo. Em muốn đi với anh đi với em đi. Người nhà toàn là đi với chồng, ai đi với em đây? Một mình em đi làm gì? Em không muốn đi một mình. Chẳng lẽ giờ em dẫn ba mẹ theo đâu có được, họ có tuổi rồi. Vậy em dẫn ai đi được đây? Dù gì em cũng không muốn đi một mình. Anh đi, anh đang ở đâu vậy? Anh đi với em đi, chúng ta đi cùng nhau. Em dẫn theo ai được chứ? Em không muốn làm kỳ đà cản mũi. Hay là em dẫn Tần Lãng đi. Tần Lãng, đi với cô nha. Đi đâu? Du lịch toàn quốc. Đi mấy ngày? Chỉ 2-3 ngày gì đó. Không được, cô còn phải đi học. Ở trường phải làm sao? Không sao đâu, cô xin phép cho con. 2-3 ngày là về rồi. Được, 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 quyết định về đi. Vậy em dẫn Tần Lãng đi nhé. Được rồi, được rồi, em dẫn Tần Lãng đi. Anh yên tâm, tầm 2-3 ngày là bọn em về rồi. Muốn đi, lên máy bay rồi. Bọn em sắp không kịp rồi, bọn em sắp lên máy bay rồi, sắp lên máy bay rồi. Được, mua bị sẵn cho anh rồi đấy. Anh về tự lấy ăn đi ha. Được, được, 2-3 ngày nữa bọn em về. Bye bye, tạm biệt. Chốt chưa? Chốt rồi. Không phải chị Na à, chúng ta lừa chú như vậy không được đâu. Chúng ta đâu chỉ đi 2-3 ngày. Được rồi, đợi con thành công rồi, con nổi tiếng rồi, mọi chuyện không thành vấn đề. Nhanh lên đi tranh thủ. Vậy em thực sự đi Hàn Quốc, quay về là thành ập ba. Ập ba. Cô nói này, cô đến Hàn rồi phải chăm chỉ học, chăm chỉ luyện tập, nếu không là lỗi của cô lắm đấy. Đi mau, còn không đi nữa không kịp đâu. Có kết hay là không kết hôn đây? Không có gì. Tiểu Ngô, đi du lịch đi, đi. Đi đi. Phó đội trưởng Chữ. Phó đội trưởng Chữ. Lâm Chi Nam đã làm gì cậu mà biến cậu thành bộ dạng như này? Sao anh biết được vậy? Người như cậu da mặt dày, chân cẳng nhanh nhạy, ngoài Lâm Chi Nam còn ai có thể hành hạ cậu như vậy? Không phải phó đội trưởng Chữ à, lần quay lại lần này anh nhất định phải giúp em phân tích một chút. Anh là người hiểu đội trưởng Lâm nhất. Đương nhiên, trừ tôi ra thôi. Sao vậy? Chuyện tình cảm gặp vấn đề à? Không hẳn. Tôi nói với cậu, chuyện tình cảm người ngoài cho lời khuyên chẳng có tác dụng gì. Cậu phải tự nghe theo con tim, nghe theo cảm nhận của mình. Phó đội trưởng Chữ, bây giờ tôi chỉ cảm thấy tức ngực, hụt hơi, không thở được. Những cái khác vẫn bình thường. Vậy cậu có dấu hiệu của người có tuổi rồi, đi bệnh viện chữa đi. Phó đội trưởng Chữ, chúng ta có thể không nói đùa được không? Được rồi, tôi khuyên cậu. Chuyện tình cảm, đợi một lát. Hay là thôi đi. Em thấy anh nhìn thế giới toàn theo góc nhìn hài hước. Nghe lời anh, dễ đi theo con đường tà đạo lắm. Em vẫn nên tự mình lĩnh hội thôi. Trêu chọc tôi sao? Vẫn còn chưa cho cậu biết mùi đấy. Anh không hiểu em. Cho anh 5 phút, nói đi. Còn hạn chế thời gian nữa. Em chỉ có 2 tiếng mà anh phải đến phút cuối mới quyết định. Cho anh 5 phút, đã quá thư thái cho anh rồi. Được. Anh bình tĩnh một lát. Đây là chuyện lớn cả đời người.
Bình tĩnh, nghiêm túc, trách nhiệm, hết lòng. Anh Ngô Vũ, sau khi nghiêm túc suy nghĩ anh muốn chính thức xin được đính hôn cùng Lâm Chi Nam, em có đồng ý không? Được, về đi làm đi. Em nghe anh nói hết đã. Anh còn chưa nói gì sao anh muốn đính hôn với em mà. Thực ra kể từ lúc lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn em làm vợ của anh rồi. Nhưng anh nghĩ nên cho em nhiều thời gian tìm hiểu anh, hiểu anh, quyết định có nên chọn anh hay không. Lỡ như mà em hối hận, hoặc là anh phải để em thực sự yêu anh rồi mới quyết định đến với anh. Anh phải cho em cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Em biết không? Em biết rồi. Không phải, chính là anh nói cái gì với cái gì ấy, chính là ý của anh em đã hiểu rồi. Em biết rồi.